hello hello xin chào các bạn Để đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay là ngày thứ năm tại hoa kỳ ở việt nam đó. các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi mới đây chúng ta lại bắt đầu bước vào một cuối tuần nữa và trong video này đó chúng ta có vài thông tin rất là quan trọng nhất là liên quan đến solar nè các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới ethereum và nhiều những tin tức thú vị khác Hôm qua đó thường cũng tâm sự khá là nhiều các bạn Mới đầu thường không có định tâm sự nhiều đâu Nhưng mà hôm nay đó thì chắc chắn Thuận chỉ chú tâm để mà chia sẻ về tin tức mà thôi Tại vì uh, hôm nay thường cố gắng làm video sớm một chút Vì hôm nay chúng ta có một cái sự kiện rất là lớn Đó chính là cái buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Trump và Biden các bạn Và sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối tại Cali có nghĩa là lúc thường làm video này đã là còn một tiếng đồng hồ nữa, nghĩa là 8 giờ sáng tại Việt Nam. Khi mà thường năng cái video này đó thì khả năng là cuộc tranh luận này đã kết thúc rồi các bạn. Đây là cái cuộc tranh luận mà được tổ chức bởi CNN thì không biết họ đã chuẩn bị những câu hỏi gì. Tôi muốn xem coi là họ có nói ít nhất một phần nào đó liên quan tới crypto hay là không. Chúng ta sẽ biết sớm mà thôi các bạn. mà đương nhiên khi mà có tin tức gì Thuần sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội. Như bữa nào mà chưa theo dõi Thuần Capital ở trên Facebook, ở trên X, Twitter hay là trên Telegram thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm những cái link chính thức để các bạn có thể theo dõi để nhận được những tin tức mới nhất và nhanh nhất. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu từ cái phần giá cả đi thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin hiện bây giờ đó là 61.679 đô và ngày hôm nay đây chúng ta cũng đã nhiều lần muốn trở về cái mức là 62.000 đô rồi. Đã có một thời gian ngắn đó giá Bitcoin đã lên tới cái mức là 62.400 đô thì bây giờ là 61.700 đô các bạn Nghĩa là so với giá ngày hôm qua đó Hôm nay chúng ta thấy được là Bitcoin đã tăng trở lại là 1.2% Thì chúng ta thấy là vốn hóa cả thị trường đó Thì cũng đã hồi phục 1.6% ngày hôm nay Ở mức là hơn 2.4 nghìn tỷ Về mặt altcoin đó thì các bạn nhìn thấy được là Cũng có rất là nhiều màu xanh ngày hôm nay các bạn thị trường altcoin cũng đã hồi phục lại rất tốt hôm nay nhưng mà chúng ta cũng thấy đã có một cái đồng có cái sự tăng trưởng nhiều ở trong cái top 10 này đó chính là sola này các bạn sola này hôm nay đã đã tăng hơn 9% ở thời điểm hiện tại thì tại sao vậy tại vì chúng ta có một cái tin tức rất là lớn đó chính là liên quan đến sola ETF các bạn cái này là một cái tin tức mà Thuận nghĩ là khiến cho rất nhiều người bất ngờ Trong đó có cả Thuận luôn Tại vì chúng ta thấy được là hồi sáng này đó thì công ty Vanek đã nộp đơn Để có thể có được quỹ Solana Spot ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ Thì chúng ta cũng đã nói khá là nhiều rồi Tới bây giờ đó chúng ta chỉ có quỹ Bitcoin Spot ETF giao dịch hiện tại mà thôi Chúng ta sắp sửa có quỹ Ether Spot ETF giao dịch cái volume đó như thế nào các bạn và dòng tiền bao nhiêu chúng ta cũng không biết rõ hiện tại cho nên nhiều công ty đó như chúng ta thấy được là BlackRock hay là phải đeo đi những công ty đó thì họ sẽ ngồi chờ đối thủ thường sẽ làm như vậy các bạn ngồi chờ xem coi dòng tiền vào Ether Smart ETF ra sao nếu như mà cái dòng tiền tốt đó thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái quỹ ETF khác nếu như mà cái dòng tiền chưa được tốt đó thì không có lý do gì chúng ta nộp đơn để có những cái quỹ ETF khác nữa các bạn Tại vì Ether đã là đồng có vốn hóa thứ nhì rồi Và nếu như mà Ethereum không thành công để mà thu hút dòng tiền Thì những công ty full war khả năng là họ sẽ ngồi chờ tiếp các bạn tại vì không có lý do gì mà mạo hiểm bây giờ và cái đó là về mặt lợi nhuận các bạn còn về mặt pháp lý nữa tại vì các bạn nên biết là tới bây giờ đã, chúng ta đã biết là bitcoin đương nhiên phải là chứng khoán rồi là một hàng hóa Ethereum chúng ta cũng đã biết là một hàng hóa rồi và chúng ta biết điều này thông qua cái lá thư mà gửi từ sec đến cho công ty consensus là họ đã không còn điều tra y tự nữa cho nên cái này đã rõ ràng các bạn thấy được là những đồng còn lại đó thì vẫn chưa có rõ ràng về cái phương diện này và những đồng còn lại đã được nêu tên trong rất là nhiều những cái vụ kiện các bạn khi mà SEC kiện giống như là sàn Coinbase hay là Kraken thì họ đã nêu tên rất nhiều những đồng như là Solana, Cardano vân vân là những chứng khoán mà chưa đăng ký nhưng mà trong tất cả văn bản của SEC tới bây giờ đã chưa có một văn bản nào Newton thì Ethereum hết Bitcoin thì không nói được các bạn Nhưng mà Ether đó thì cũng không có Newton trong bất cứ một vụ kiện nào Và chúng ta còn một đồng nữa là XRP Thì XRP đó cũng đã được chính thức công nhận không phải là chứng khoán mà là hàng hóa Những đồng còn lại thì chưa có rõ cho nên về mặt pháp lý đó thì đó cũng là một cái mạo hiểm các bạn Nhưng mà không, công ty Vanex đã có một cái bước đi táo bạo hơn Họ đã nộp đơn cho quỹ Solana Spot ETF. Tại vì sao các bạn? thì dựa theo những sự chia sẻ đến từ vàng họ tin Solana là một hàng hóa không phải là chứng khoán và có các tính năng độc đáo như là khả năng mở rộng, tốc độ, chi phí thấp và khả năng xử lý hàng ngàn giao dịch mỗi giây với cái chi phí tối thiểu. Và họ nói là blockchain của Solana kết hợp Proof of History và Proof of Stake để đảm bảo an ninh mạnh mẽ. Phạm vi ứng dụng rộng rãi như là thanh toán giao dịch, trò chơi và DeFi làm nổi bật tính năng tiện ích của Token Soul Và đây là lý do tại sao mà họ nộp đơn Nhưng mà các bạn thấy được là cái này là cũng là một cái bước đi như thường nói rất là táo bạo Tại vì sao các bạn? Ngoài việc là cái dòng tiền như thế nào chúng ta vẫn chưa có rõ Tại vì ngay cả Ethereum vẫn chưa có được giao dịch hiện bây giờ Thêm vào đó là về mặt pháp lý thường vừa chia sẻ với các bạn Thêm một điều nữa đó các bạn nên nhớ là hiện bây giờ chúng ta không có Solana Futures ETF ở trên thị trường Trước khi mà chúng ta có Bitcoin Spot ETF, chúng ta đã có Bitcoin Futures ETF, nghĩa là một cái quỹ ETF cũng giao dịch ở trên thị trường chứng khoán nhưng mà dựa theo hợp đồng tương lai ở trên sàn CME. Và chúng ta thấy được là trước khi mà có Ether Spot ETF, chúng ta cũng đã có Ether Futures ETF, cũng tương tự là một cái mã chứng khoán được giao dịch ở trên sàn chứng khoán dựa theo hợp đồng tương lai của sàn CME. Và các bạn đã nhớ đó là SEC cũng đã nói rõ lý do tại sao mà họ cho thông qua Ether Spot ETF Tại vì họ đã cho thông qua Ether Futures ETF rồi Hai cái này đó về cái cơ chế thì nó giống nhau Và đương nhiên thị trường Spot nó sẽ tốt hơn cho những nhà đầu tư các bạn Và sản phẩm Futures ETF đó tại sao lại quan trọng Tại vì sản phẩm này đó cũng không có thu hút được nhiều dòng tiền nữa các bạn Tại vì trên căn bản đó những ai mà muốn sử dụng Futures Thì họ sẽ sử dụng trực tiếp ở trên sàn CME còn những người bình thường nó họ cũng không có nhu cầu để mà lưu trữ futures ETF đâu. Nhưng mà sản phẩm futures ETF dùng để chứng minh là hoàn toàn có thể neo giá một token nào đó giữa sàn chứng khoán và sàn crypto. Các bạn nên hiểu là khi chúng ta nói tới là neo giá đó có nghĩa là chúng ta thấy cái sự tăng trưởng và giảm của một token nào đó nó sẽ có sự liên quan trực tiếp với là chứng khoán ở trên sàn chứng khoán ở Hoa Kỳ. Thì để làm được điều đó đó rất là khó các bạn tại vì các bạn có thể hiểu như thế này, bất cứ một tài sản nào đó thì cái giá sẽ được di chuyển dựa theo là cung và cầu. Cái này tôi nghĩ là ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm như là Ether Spot ETF hay là Bitcoin Smart ETF đó, giá di chuyển không được dựa theo cung và cầu mà phải di chuyển nail theo cái giá của Bitcoin hay ether ở trên sàn crypto các bạn đây là cái rất là quan trọng có nghĩa là họ phải có một cái cơ chế để đảm bảo là giá nó không có bị trượt giữa hai cái thị trường này và cho dù những cái thời điểm chúng ta có lực bán nhiều liên quan tới spot etf hay là lực mua nhiều thì các bạn thấy được giá nó phải nail theo giá của cái đồng đó ở trên sàn crypto. Đây là một trong những cái cơ chế đó rất là quan trọng để có thể có được spot ETF và sản phẩm futures thì dùng để chứng minh là hoàn toàn có thể làm được điều đó với lại Bitcoin hay là Ether. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có sản phẩm này cho Solana mà bây giờ đã Vanguard đã muốn đi trước một bước để có Solana. Spot ETF rồi Thì cái này là một bước đi như thường nói đó rất là táo bạo và mạo hiểm các bạn SEC có thể từ chối ngày mai Nếu như mà họ muốn với lý do đơn giản là hiện bây giờ đã vẫn không có thị trường futures Cho nên họ cũng không có rõ là có thể neo giá được Solana giữa hai cái thị trường hay là không thì các bạn thấy được là SEC đó thì có thể trì hoãn ETF hơn 8 tháng họ có từ chối ngày mai không nên khả năng này rất là thấp các bạn tại vì hàng ngày đã có rất nhiều đơn nộp cho SEC họ phải giải quyết theo thứ tự cho nên có khả năng là phải một thời gian sau họ mới xem đến cái đơn này từ venex và họ có thể trì hoãn lên tới 8 tháng các bạn thì có thể là venex đang cá cược là sang năm chúng ta sẽ có một chính quyền mới ở Hoa Kỳ và sẽ có một chủ tịch SEC mới cho nên có futures ETF hay không cũng không quan trọng và câu hỏi bây giờ là những cái công ty còn lại họ có đứng yên để xem tình hình hay là không hay là lỡ như nay là lỡ như mà thôi các bạn mà Venex thực sự thành công thì họ sẽ là người đi sau các bạn công ty Venex sẽ là công ty đầu tiên có Solana Spot ETF và sẽ thâu tóm cả thị trường ETF liên quan tới Solana thì các bạn nghĩ là chúng ta nói tới Fidelity chúng ta nói tới Ark Invest chúng ta nói tới BlackRock họ có để yên hay là không chúng ta phải chờ mới biết được các bạn nhưng mà đây là cái tin tức rất là thú vị và đây là cái thông tin tôi nghĩ là dẫn đến tại sao mà solar này đã tăng trưởng mạnh ngày hôm nay các bạn tăng gần như là 10% đó là tin tức liên quan tới solar này etf chúng ta cũng có một cái tin tức tích cực liên quan tới ether etf các bạn chúng ta thấy được là dựa theo reuters họ nói là sec có thể phi duyệt các e spot ETF để mà ra mắt giao dịch vào ngày 4 tháng 7. Thì đương nhiên, July 4 các bạn, ngày 4 tháng 7 là lễ độc lập ở Hoa Kỳ. Thì khả năng họ phải duyệt trước đó, có nghĩa là tuần sau các bạn hay là sau ngày lễ. Nhưng mà chúng ta thấy được là họ nói trong dòng tuần, chúng ta tính bây giờ là 1-2 tuần, thì có khả năng là sẽ được chấp thuận và sẽ bắt đầu giao dịch. Tại vì chúng ta đã biết là cái đơn 19B4 đã được chấp thuận rồi. Bây giờ chỉ đợi cái đơn S1 được chấp thuận là sẽ có thể giao dịch. Và đương nhiên đây là một sản phẩm mà rất nhiều người đang chờ đợi kết quả dòng tiền sẽ như thế nào cái mà thường mua các bạn nhận ra được đó là thị trường này nó sẽ đi theo chu kỳ tin tức các bạn chúng ta thấy được là trong vòng 2 tuần qua đó toàn là tin tức xấu không chúng ta nói tới là tin tức liên quan đến chính phủ đức họ di chuyển rồi bán Bitcoin. chúng ta có tin tức liên quan đến chính phủ hoa kỳ cũng bán Bitcoin. chúng ta nghe cái thông tin liên quan đến sàn mạo sắp sửa trả một số tiền lớn cho những cái chủ nợ các bạn thấy được là chúng ta nhận được toàn là tin tức xấu không và chúng ta thấy được là có dòng tiền âm liên tục rời khỏi những quỹ bitcoin spot etf nhưng mà tới tuần này đó thì ngược lại các bạn chúng ta bắt đầu nhận được rất nhiều những cái tin tức tốt các bạn thấy là thị trường này là như vậy đó chúng ta sẽ đi theo chu kỳ tin tức ngày nào cũng sẽ có tin tức ngày nào cũng sẽ có người bán người mua và không phải là tin tức nào nó cũng có cái tầm quan trọng dài hạn đâu các bạn và cái mà thuận hy vọng có thể chia sẻ với các bạn hàng ngày đó chính là chia sẻ cái cảm nghĩ của thuận về những cái tin tức để các bạn có thể ít nhiều gì nắm bắt được và có một cái góc nhìn và có thể tự đưa đâu định cho bản thân của mình nhưng mà nói tới ether spot etf đó, thì có thành công hay là không Tuy thế các bạn hỏi ai các bạn, đây là một câu nhận định đến từ giám đốc đầu tư của Bitwise thì ông nghĩ là sẽ thành công à, Nhưng mà đương nhiên các bạn đã từng nghe người ta nói là đừng hỏi thợ cắt tóc tóc mình có dài hay là không Đương nhiên họ sẽ nói là tóc dài rồi các bạn, tại vì họ đã là thợ cắt tóc mà Thì các bạn thấy được là giám đốc đầu tư Bitwise, đương nhiên ông sẽ nói là sản phẩm này sẽ thành công tại vì Bitwise là một trong những công ty mà chuẩn bị phát hành Ethersport ETF Nhưng mà Thùng muốn chia sẻ cái cảm nghĩ của ông các bạn, cái phân tích này Thùng cảm thấy là cũng có một phần lo các bạn thấy được đây là cái phân tích đến từ giám đốc đầu tư của Bitwise là Matt Hogan thì ông ước tính cái sản phẩm Ether Smart ETF sẽ thu hút được 15 tỷ đô la trong 18 tháng đầu tiên ở trên thị trường thì làm sao ông tính được con số này thì ông nói là cái ước tính này đó dựa trên tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin và Ether với kỳ vọng đó là những nhà đầu tư sẽ phân bổ một phần vốn vào Bitcoin và một phần vốn vào Ether tương đương với lại cái tỷ lệ ở trên thị trường spot thì để hiểu rõ hơn đó, ông nói là chúng ta hãy nhìn và vốn hóa đi thì Bitcoin đó, vốn hóa đâu đó là khoảng chừng là hơn 1 tỷ 2 và Ethereum đó thì vốn hóa đâu đó khoảng chừng là 432 tỷ đô la các bạn nghĩa là nếu chúng ta tính cái tỷ lệ giữa Bitcoin và Ether đó, thì 74% phần trăm là Bitcoin và Ether là chiếm 26% khi các bạn là chia hai cái này thì các bạn thấy được là với cái mức đầu tư hiện tại là 56 tỷ đô la vào những cái quỹ spot Bitcoin ETF hiện bây giờ và con số này ra dựa theo Matt Hogan có thể đạt tới có mức là 100 tỷ đô la vào năm 2025 thì nếu như mà các bạn tin là cái số tiền vào Bitcoin Smart ETF và Ether Smart ETF nó sẽ phân bổ cũng đâu đó giống như là cái vốn hóa trên thị trường Spot là 74-26 có nghĩa là Ether Smart ETF sẽ thu hút đâu đó khoảng chừng là 35 tỷ đô la để duy trì cái tỷ lệ tương ứng này và khả năng những nhà đầu tư thì họ sẽ bán khoảng chừng là 10 tỷ đô la Grayscale Ether Spot ETF các bạn nên nhớ là tương tự như là chúng ta có Grayscale Bitcoin Spot ETF khi mà được chuyển đổi từ cái quỹ trust thành cái quỹ ETF đó, thì đã có rất nhiều người bán thì khả năng chúng ta cũng sẽ có cái hiện tượng tương tự các bạn và ước tính dựa theo tỷ lệ thì có thể là có khoảng 10 tỷ tiền sẽ rời khỏi cái quỹ Grayscale Ether Spot ETF và đổi qua những cái quỹ khác nếu như mà cái phí của Trayscale Ether Spot ETF cao giống như là Trayscale Bitcoin Spot ETF thì chúng ta có thể nghĩ như thế này thay vì chúng ta cần 35 tỷ đó thì 10 tỷ đó sẽ từ quỹ của Rayscale qua những cái quỹ còn lại có nghĩa là chúng ta cần phải có 25 tỷ để có thể duy trì tỷ lệ vốn hóa thị trường giữa BTC và Ethereum như là chúng ta vừa nói đến là 74 26. Tuy là ở Hoa Kỳ đó Ether Spot ETF vẫn chưa giao dịch nhưng mà quốc tế đó thì đã có những cái quỹ tương tự rồi các bạn. Giống như chúng ta nói tới những cái quỹ Ether ETPs ở châu Âu và Canada thì cái sự phân bổ này như thế này các bạn, sự phân bổ đó ở châu Âu thì Bitcoin ETP là 78% và Ethereum là chiếm 22% vốn hóa, còn ở Canada đó thì chúng ta có 77% là Bitcoin ETF và 23% là Ethereum ETF. Thì cái phần trăm phân bổ này ra các bạn thấy được là nó cũng gần như tương tự giống như là cái phần trăm phân bổ ở thị trường spot trong crypto các bạn 74 26, nó khác một chút. Chi tiết hơn đó là hai thị trường này cho thấy là cái phần trăm phân bổ vào Ethereum thì thấp hơn là chúng ta vừa nói đến 22 hay là 23% vào Ether thay vì là 26% như là các bạn thấy ở bên trên này thì chúng ta có thể nghĩ như thế này quỹ Bitcoin Spot ETF đó thì xuất hiện trước cho nên những nhà đầu tư có thể họ đã đa dạng hóa vào Bitcoin ETF rồi và có thể một số nhà đầu tư đó họ nói là họ chỉ muốn đa dạng hóa một phần vào thị trường crypto mà thôi và đối với họ đó Bitcoin là hầu như tất cả của thị trường crypto rồi cho nên như vậy là đủ rồi và họ không cần phải đầu tư thêm vào Ethereum ETF cũng có thể các bạn, nếu vậy đó chúng ta hãy sử dụng tỷ lệ là 22% của thị trường châu Âu làm đại diện. Điều này đã làm giảm ước tính dòng vốn của chúng ta từ 25 tỷ. Như chúng ta đã tính mới đây đó, cần 35 tỷ, rồi trừ 10 tỷ đến từ Rayscale, rồi bây giờ đó chúng ta thấy được là sử dụng tỷ lệ là 22% của thị trường châu Âu thì từ 25% sẽ xuống còn 18 tỷ đô la. Còn một yếu tố quan trọng khác nữa mà cần xem xét đó đó chính là một phần vốn trong các quỹ Bitcoin Spot ETF bây giờ. Phần đó bao nhiêu không rõ các bạn nhưng mà ước tính của Matt Hogan là đâu đó khoảng chừng là 10 tỷ đô la là liên quan đến các carry trades giao dịch trên đợt giá. Trong đó đó những nhà đầu tư tổ chức mua ETF và họ bán hợp đồng tương lai BTC ở trên sàn CME. Có nghĩa là cái phần này đó không phải là họ đầu tư dài hạn hay gì hết. Trên căn bản đó họ đang thực hiện một cái chiến lược gọi là carry trades. Họ muốn có được lợi nhuận về cái độ trên lệch giá như thị trường Bitcoin Spot ETF và thị trường Futures trên CME. Nếu như mà loại bỏ tài sản liên quan đến giao dịch trên lệch giá khỏi mô hình thì chúng ta sẽ có cái dòng vốn là giảm xuống từ 18 tỷ xuống còn 15 tỷ USD. Tại vì Matt Hogan của Bitwise ước tính là cái phần đó, đó tương đương như là chúng ta đã nói cái tỷ lệ của Bitcoin và Ether. Thì nếu như Bitcoin ước tính là 10 tỷ thì Ether tính là 3 tỷ. Thì họ sẽ trừ 3 tỷ đó từ 18 xuống 15 tỷ. Nói tóm lại gì các bạn, hồi nãy giờ có thể là Thuận chia sẻ nhiều bạn sẽ cảm thấy là đầu óc qua vòng vòng. Nhưng mà hiểu đơn giản hơn là Matt Hogan đó, dùng cái tỷ lệ giữa Bitcoin và Ether trên thị trường crypto và dùng cái đó áp dụng lên cái dòng vốn hóa chúng ta đã có cho những cái quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn có nghĩa là khoảng 56 tỷ nhưng mà ông lại ước tính là tới năm sau đó thì chúng ta sẽ có cái dòng tiền đâu đó là 100 tỷ thì cũng không có gì gọi là quá đáng đâu chúng ta thấy được là bắt đầu từ tháng 1 tới bây giờ À, chỉ có là 5 tháng mà thôi chứ đã có 56 tỷ rồi thì à, tới năm 2025 100 tỷ đó cũng là điều là hoàn toàn có thể thì ông sử dụng con số này và ông đã tính ra được là nếu như mà cái tỷ lệ giữ như vậy tương đương giống như là trên thị trường crypto đó thì chúng ta sẽ có cái số tiền đâu đó là khoảng 15 tỷ đô la từ đây cho đến năm 2025 các bạn trong vòng 18 tháng tới và nếu như đây là sự thật đó thì nó vẫn sẽ là một cái sự kiện lịch sử các bạn Tại vì chỉ một vài quỹ ETF thu hút được cái số vốn như vậy kể từ năm 2020 mà thôi. Thì đây là cứ tính đến từ Matt Hogan, các bạn nghĩ là có thể thu hút được nhiều hơn hay là ít hơn 15 tỷ đô la từ đây cho đến cuối năm sau các bạn trong vòng 18 tháng tới. Các bạn hãy comment ở bên dưới. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là một sàn giao dịch ngoại hối HFM và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Đây là một cái sàn đã có mặt trên thị trường suốt 14 năm từ năm 2010 và đã thu hút được hơn 2,5 triệu tài khoản live Một trong những điểm mạnh của HFM chính là chương trình thưởng nạp 10% lên tới 5.000 USD giúp bạn có thêm vốn để đầu tư hiệu quả hơn Bên cạnh đó, đó sàn HFM còn nổi tiếng với tốc độ nạp rút nhanh chóng và đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp hoạt động 24 năm nếu bạn là một nhà đầu tư, việc đứng vững trước những biến động của thị trường tài chính là một điều rất quan trọng. Một trong những chiến lược giúp cho nhà đầu tư thực hiện được việc đó là mở rộng danh mục đầu tư. Khi mở rộng danh mục đầu tư sang các lĩnh vực khác như là ngoại hối, bạn có thể tận dụng cơ hội từ nhiều thị trường khác nhau để tăng khả năng sinh lợi nhuận sang HFM cung cấp cho bạn dịch vụ đầu tư vào các cặp tiền tệ quốc tế, cho phép bạn tận dụng sự biến động của thị trường ngoại hối để tối đa hóa lợi nhuận. Với kinh nghiệm 14 năm hoạt động và hàng triệu nhà đầu tư đã sử dụng trên toàn thế giới, HFM thực sự là một lựa chọn để bạn bắt đầu mở rộng danh mục đầu tư của mình. Việc đa dạng hóa không chỉ giúp bảo vệ tài sản của bạn trước những biến động của thị trường không mong muốn, còn mở ra nhiều cơ hội để tăng trưởng tài sản. Đầu tư và ngoại hối thông qua HFM có thể mang lại cho bạn một nguồn thu nhập phong phú hơn bên cạnh việc đầu tư vào crypto và những cái thông tin chi tiết dành cho những bạn nào mà con thú đó thì hãy bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm hiểu thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay HFM chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video này và chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới SEC các bạn nhưng mà lần này đó thì chúng ta thấy đã ngược lại rồi trước đây đó chúng ta thấy được là chúng ta có nghe SEC kiện công ty này đến công ty kia năm nay thì ngược lại các bạn chi tiết hơn đó là chúng ta thấy được là Coinbase đã kiện SEC và FDIC tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang vì lý do là họ nói là có một cái nỗ lực có chủ ý và phối hợp nhằm phá hủy ngành công nghiệp crypto bằng cách là gây áp lực lên các ngân hàng để mà từ chối cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto. Họ tin là như vậy và Coinbase cũng yêu cầu cung cấp chi tiết về các thư tạm dừng được FDIC gửi từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 cho một số ngân hàng yêu cầu những ngân hàng đó tạm dừng bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto cho đến khi mà FDIC có thể cung cấp hướng dẫn thêm về các rủi ro liên quan và cái thông tin này đó nó liên quan đến một cái chiến lược các bạn gọi là chiến lược điểm nghẹt thở 2.0 chúng ta đã nói tới rất là nhiều năm ngoái các bạn chốt point 2.0 thì chúng ta thấy được là Coinbase bây giờ đó là yêu cầu những cái thư đó phải được nộp ra tại vì đó Coinbase nói là có một cái chiến dịch gây áp lực lên thị trường crypto này và họ không có tấn công trực tiếp mà họ thông qua những ngân hàng và dùng những ngân hàng đó làm công cụ để mà ngăn chặn thị trường này tiếp tục phát triển và nếu như là như vậy đó thì đó là vi phạm pháp luật các bạn cho nên Coinbase đã kiện SEC và FDIC và các bạn thấy được là cái tin tức xấu liên quan tới SEC đã không ngừng ở đây tại vì tòa án tối cao ngày hôm nay vừa phán quyết với tỷ lệ là 6 trên 3 là SEC khi mà trừng phạt một ai đó vì hành vi gian lận, bị cáo có quyền được xác xử bởi bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang thay vì phải chịu các thủ tục pháp lý nội bộ của SEC. Động thái này đã thực chất làm suy yếu tất cả những cơ quan liên bang, không chỉ riêng là SEC đâu, bằng cách là buộc họ phải đưa các vụ án ra tòa án liên bang. Tòa án tối cao đã phán quyết đặc biệt SEC sử dụng các quy trình tư pháp nội bộ để đưa ra các cáo buộc là vi hiến thì uh, hiểu đơn giản như này các bạn, uh, các bạn đã biết là đối với lại bộ tư pháp đó, thì tất cả phải ra tòa hết các bạn, có bồi thẩm đoàn. Ngoại trừ là cái người đó là nhận tội mà thôi thì uh, họ không cần phải ra tòa. Nhưng mà đối với SEC, đó, họ có một cái quy trình tư pháp riêng và họ sử dụng cái quy trình đó và bây giờ tòa án nói là không bất cứ một cái vụ án nào liên quan đến cáo buộc gian lận thì phải ra tòa và bị cáo có quyền được xét xử bởi bộ thẩm đoàn chứ không phải là được xác xử bởi quy trình của SEC. Các bạn cũng đã thấy là những cái giống như chúng ta nói tới là cái sự kiện của Luna USDT gần đây thì đâu có ra tòa rồi các bạn, tất cả được xử lý thông qua SEC. Thì bây giờ tòa án nói làm gì là vi hiến. Hôm nay đã gây gây không được vui lắm đâu các bạn. <laughs> và thật ra SEC là cái đơn vị quản lý thị trường chứng khoán mà họ cứ nhắm vào crypto hoài các bạn mà trong khi đó chúng ta thấy được là lần này hết tới lần kia tòa án đều nói crypto này không phải chứng khoán crypto kia không phải là chứng khoán và ở trong thì chứng khoán nó thì còn biết bao nhiêu việc phải làm và lúc nào đó thì chủ tịch Gary Gensler cũng nói là thị trường crypto này đã có nhiều gian lần thị trường crypto này đó như là một cái casino như là một cái sòng bạc nhưng mà còn thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì sao các bạn? Các bạn có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay đây chúng ta có Ron Kidi chỉ đăng một tấm hình mà thôi các bạn. Đăng một tấm hình con chó như thế này. Chúng ta được là cổ phiếu Chewy. Chewy là cái công ty mà họ phân phối những cái hàng hóa dịch vụ liên quan đến những cái thú nuôi đó các bạn thì cổ phiếu này đã, đã tăng 34% rồi sau đó đâm mạnh xuống các bạn khi chúng ta nói tới là những cái coin rác thì cái này không khác gì là như vậy các bạn thị trường crypto và thì chứng khoán đó, các bạn nhìn những biểu đồ như này thì có thực sự có cái gì đó khác biệt hay là không các bạn thấy được là thị trường chứng khoán cũng có những cái sản phẩm như là zero day option có nghĩa là cho mọi người sử dụng quyền chọn mà sẽ hết hạn trong ngày các bạn cho phép những nhà đầu tư cá cược trong ngày như là các bạn đang cờ bạc hay là chúng ta nói tới những cái penny stock các bạn penny stock là những cái cổ phiếu mà vốn hóa cực kỳ nhỏ hay là các bạn nói là những cái coin rác đó các bạn thì penny stock cũng như vậy chúng ta hay được là những cái cổ phiếu mà vốn hóa có thể là chỉ có vài triệu đô la mà thôi vẫn có thể hợp pháp giao dịch được và phần lớn đó những giao dịch đến từ những cái người mà họ muốn có lợi nhuận cao giống như là họ đang cờ bạc mà thôi các bạn trong thị trường chứng khoán bây giờ vẫn đang xảy ra hàng ngày nhưng mà khi các bạn nghe Chủ tịch Gary Gensler nói đó thì uh, hầu như những cái đó chỉ xảy ra trong thị trường crypto mà thôi chứ không có xảy ra trong thị trường chứng khoán nhưng mà gian lận vẫn có các bạn mỗi vài năm chúng ta lại nghe những cái vụ lớn như là Bernard Madoff các bạn ở trong thị trường chứng khoán gian lận vẫn có chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái sự kiện pump and dump như thế này nhưng mà Chủ tịch Gary Gensler đó thì lại không có nói đến mà chỉ nhắm vào crypto mà thôi đó là điều mà tôi nghĩ nhiều bạn đã nhận ra được rồi rồi. nó không có liên quan gì đến bảo vệ nhà đầu tư mà nó liên quan đến quyền lực và đàn áp thị trường này chúng ta còn rất nhiều những thông tin khác nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn trước hết các bạn thấy được là Bolivia thì cuối cùng họ đã bãi bỏ lệnh cấm crypto đã có từ năm 2020 và họ đã cho phép giao dịch crypto lại rồi các bạn thì cập nhật này đó là phù hợp với những khuyến nghị của nhóm công tác hành động tài chính Mỹ Latin và bạn không biết rồi không thể cấm crypto, bạn chỉ có thể tự cấm mình sử dụng crypto mà thôi. Bolivia đã đã hiểu được điều này rồi các bạn. Và chúng ta thấy thị trường ngày hôm nay ra sao thì các bạn thấy được là hôm nay đã kết thúc là một màu xanh các bạn Không phải là tăng nhiều lắm nhưng mà cả ba đều là màu xanh Chúng ta có chỉ số Nasdaq là tăng 0.3% Hai chỉ số còn lại đó thì chúng ta có S&P 500 và Dow Jones thì tăng 0.09 Pre-market bây giờ đó chúng ta thấy là Nasdaq là tăng 0.31% các bạn Và S&P Futures thì tăng 0.18% trong khi mà Dow Futures thì không có thay đổi nhiều các bạn Xuống chút xíu mà thôi 0.06% Và ngày mai đó cái tin tức lớn chúng ta chờ đợi đó chính là liên quan đến cái phần trăm lạm phát pce các bạn phần trăm lạm phát này đó các bạn thấy được là ước tính Core hay là PCE thì điều ước tính là giảm về 2.6% so với cái mức tháng vừa rồi đó PC là 2.7 và Core PC là 2.8 chúng ta muốn thấy phần trăm này giảm về 2.6 thường nó những sự kiện này đó chúng ta cũng quan tâm nhưng mà nó không có sôi động như là CPI rồi các bạn CPI là cái chỉ số có trước hàng tháng rồi PC là cuối tháng thì nó cũng đi theo cái xu hướng đó mà thôi cho nên ngày mai đó khi mà có thông tin Thường sẽ chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng thấy được là chúng ta có hợp đồng của dầu đó thì mức là 84 đô 95 cent. thì coi như cũng tăng là một chút rồi các bạn. Chúng ta thấy được là hợp đồng của dầu gần đây đã lại tăng trở lên một chút. Không phải là cao lắm các bạn nhưng mà cũng đã qua khỏi cái mức 80 đô chúng ta thấy trong vòng 2 năm qua rồi. Đương nhiên chúng ta quan tâm đến hợp đồng của dầu tại vì nó ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát và phần trăm làm phát nó ảnh hưởng đến khi nào phát cắt giảm lãi suất các bạn và đương nhiên cái đó là liên quan tới dòng tiền của cả thị trường tài chính cho nên chúng ta rất là quan tâm hợp đồng của dầu đó thì hôm nay cũng không thay đổi nhiều các bạn ở mức là 2.335 đô cho một ounce vàng còn về tin tức đó, thì các bạn thấy được là hôm nay đó có một cái thông tin là bộ trưởng tài chính ở Hoa Kỳ cho nên Yellen khi mà được hỏi về việc là bà có thấy dấu hiệu của việc tăng giá đột biến khi mà đi chợ hay là không thì bà nói là bà không thấy dấu hiệu của việc tăng giá đột biến khi bà đi chợ các bạn. <laughs> các bạn thấy được là những cái thông tin như thế này khiến cho rất là nhiều người trẻ đó họ cảm thấy bất mãn và họ cảm thấy họ cần phải làm gì đó khác biệt so với những cái thế hệ trước. Tôi đã chia sẻ nhiều trong video ngày hôm qua rồi. Nhưng mà nào muốn hiểu hơn á về sự thật về crypto ở Hoa Kỳ các bạn có thể xem video ngày hôm qua cái phần mà sau phút 30 đó thuận tâm sự khá là nhiều nhưng mà các bạn thực đây là một trong những dẫn chứng tại sao mà giới trẻ lại không có cái lòng tin vào hệ thống hiện tại và họ cảm thấy là hệ thống hiện tại đó không có giúp đỡ được cho họ họ cần phải có một cái gì đó khác hơn cho nên các bạn mới thấy được là họ tìm đến những cái tài sản khác như là crypto và chúng ta cũng thấy được là có một cái thống kê liên quan đến những cái công ty mà họ khai phá sản ở Canada thì à, chúng ta nhìn thấy là từ năm 2022 thì cái này nó đã, đã tăng vọt lên các bạn. Không biết lý do tại sao nhưng mà các bạn thấy được là nhiều người cho là Canada đã sắp sửa đi vào suy thoái tài chính. Có thật hay không đó, thì à, chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết là ngân hàng trung ương của Canada thì cũng đã cảnh báo là chúng ta có thể nhìn thấy một cái đợt điều chỉnh giá trong những cái tài sản thì điều chỉnh giá bao nhiêu ông không có nói các bạn nhưng mà đây cũng là lý do tại sao mà ngân hàng trung ương Canada đã phải giảm lãi suất các bạn thấy được là ngân hàng châu Âu cũng giảm lãi suất Canada cũng như vậy chúng ta chỉ đang chờ đợi Hoa Kỳ và chúng ta chờ đợi nước Anh mà thôi còn Trung Quốc thì hoàn toàn không có tăng các bạn trong hai năm qua Trung Quốc chỉ có giảm lãi suất mà thôi tại vì sau dịch bệnh thì nền kinh tế Trung Quốc cũng đã bị thiệt hại khá là nhiều cho nên họ cũng đã phải giảm lãi suất để mà kích thích nền kinh tế các bạn thấy rất rõ ràng thế giới đó được vận hành bằng nợ tôi đã nói rất nhiều về đề tài này rồi thêm vào đó nữa đó là các bạn thấy là những công ty thì họ đã nghiện lãi suất thấp rồi khi mà có lãi suất cao đó họ không thể nào hoạt động được các bạn họ đã quen với việc là vay mượn lãi suất thấp để tiếp tục hoạt động cho nên các bạn mới thấy khi mà lãi suất tăng cao ra những công ty mà không hiệu quả họ phá sản tại vì họ không muốn thể nào tiếp tục vay mượn với lãi suất cao như vậy được họ đã quen với lãi suất là không phần trăm một phần trăm rồi các bạn bây giờ lãi suất tới bốn năm phần trăm thì làm sao họ có thể sống sót được cho nên chúng ta mới thấy hiện tượng này và nói tới lãi suất đó, thì các bạn thấy là những nhà kinh tế học tại Pantheon họ đã nói là Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% vào tháng 9 thì cái này cũng không khác biệt nhiều so với lại kỳ vọng của thị trường các bạn. Kỳ vọng thị trường bây giờ đã vẫn là cái đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên đến từ Fed là vào tháng 9 nhưng mà có sự khác biệt đó họ nói là sau đó sẽ cắt giảm mạnh gấp đôi vào tháng 11 và tháng 12 các bạn nghĩa là tới 3 đợt cắt giảm lãi suất mà chúng ta thấy được là cái đợt tháng 11 12 đó thì dựa theo Pantheon sẽ gấp đôi luôn và đây là cái chính sách nới lỏng tích cực hơn nhiều so với một số dự đoán đến từ thị trường hay là đến từ những quan chức của Fed. Những quan chức của Fed ấy, dự đoán là một đợt cắt giảm mà thôi. Thị trường nên thì vẫn kỳ vọng là có hai đợt cắt giảm lãi suất các bạn một đợt vào tháng 9, chờ đợt thứ nhì là vào tháng 12. Pantheon nghĩ là chúng ta sẽ thấy là cắt giảm liên tục từ tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Tại vì tháng 10 đó các bạn thấy là không có cuộc họp cho nên sẽ có ba đợt cắt giảm liên tục và đợt tháng 11, 12 sẽ nhiều hơn. Tại vì sao các bạn? Tại vì họ nghĩ là những dữ liệu sắp tới sẽ cho thấy là cái sự tăng tốc trong quý 1 về lạm phát đó chỉ là một hiện tượng nhất thời mà thôi. Cái xu hướng giảm lạm phát nó vẫn sẽ tiếp tục ở Hoa Kỳ. Đó là những định đến từ Pantheon các bạn. Nói chung thì bullish hơn là những gì kỳ vọng của thị trường. Thôi nó thì kỳ vọng tháng 9 này chắc chạm lãi suốt một lần các bạn. Rồi chúng ta tính tiếp. Nhưng mà quan trọng là phần trăm làm phát bao nhiêu mà thôi chúng ta cũng còn một số thông tin khác nữa các bạn chúng ta có cái công ty strike đây là công ty của jack mall các bạn thì công ty strike đó, thì họ đã có một cái sản phẩm để cho phép người dùng có thể dca mà không tốn phí cái này đó thì đáng tiếc không có áp dụng với là những nhiều bạn mà sống ở việt nam hiện bây giờ nhưng mà những người nào mà sử dụng strike ở hoa kỳ đó, thì có thể đăng ký chương trình dca và Tại sao là không tốn phí? Thì họ nói là họ ưu tiên những người mà đầu tư dài hạn trung bình giá Và công ty Strike là công ty mà họ không có bỏ tiền để mà quảng cáo Cho nên tiền quảng cáo đó họ dùng để mà hỗ trợ những người mà DCA dài hạn Và DCA miễn phí đó sẽ bắt đầu từ cái đợt DCA lần thứ nhì Để tránh cho nhiều người họ sử dụng chương trình này để trade không tốn phí Rồi sau đó họ lại hủy Cho nên sẽ bắt đầu DCA miễn phí từ lần thứ hai trở lên và chúng ta cũng có một cái thông báo, thông báo này đó là đến từ Coinbase các bạn. Thì có thể nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta có ba cái dự án lớn trong thị trường crypto này liên quan tới AI đó chính là singularity.net, chúng ta có Ocean Protocol và fetch.ai các bạn. Thì ba công ty này đó họ đã thông báo về việc là sẽ sát nhập lại và thành lập một cái gọi là liên minh siêu trí tuệ nhân tạo hay là ASI. Và các bạn cũng biết là đây sẽ là một cái đợt hoán đổi token nhưng mà Coinbase sẽ không thực hiện việc xác nhập vào tài sản này thay cho người dùng. Thuận không rõ những sàn khác sẽ như thế nào các bạn nhưng mà Coinbase họ đã đưa ra thông báo ngày hôm nay là người dùng đó thì phải tự thực hiện những cái cuộc hoán đổi này. Chi tiết hơn đó là Singularity.net, Fetch.ai và Ocean Protocol xác nhập để mà thành lập cái liên minh này. Việc xác nhập này dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày 1 tháng 7, nghĩa là tuần sau các bạn. Và sẽ tạm thời hợp nhất các token như là Singularity.net, Ajax và Ocean Protocol, token Ocean vào token Fetch.ai trước khi mà chuyển sang mã token mới là ESI sau đó thì nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là các bạn nghe thường vừa chia sẻ Ocean sẽ chuyển sang Fetch vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Giai đoạn 2 đó thì token ESI sẽ ra mắt và Fetch sẽ hợp nhất vào token mới là ESI vào giữa đến cuối tháng 7 của năm nay. Và như thường chia sẻ đó, Coinbase sẽ không có hỗ trợ cái cuộc di chuyển này thay cho người dùng. Thì người dùng có thể sử dụng những cái ví như là Coinbase Wallet những cái ví tự quản để có thể là tự xác nhập và cái tỷ lệ chuyển đổi cuối cùng nhưng mà nào quan tâm nó sang thu kinh mới là ESI đó chính là một Fetch Token sẽ là một token ASI, một Ajax Token sẽ là 0.433 ASI và một Ocean Token là 0.433 ASI. Chúng ta còn một số thông tin khác nữa liên quan đến crypto các bạn. Chúng ta có cựu nữ nghị sĩ Hoa Kỳ là Tulsi Gabbard sẽ phát biểu tại hội nghị Bitcoin 2024 tại Nashville. Sự, sự kiện này các bạn sẽ có rất là nhiều những người nổi tiếng liên quan đến tài chính cũng như chính trị tham gia. Thường đã chia sẻ mấy ngày hôm nay với các bạn rất nhiều những diễn giả nổi tiếng. Cách đây 2 ngày Thường cũng đã chia sẻ với các bạn một cái thông tin Liên quan đến là Solana Sẽ phát triển một cái nâng cấp có tên là ZK Compression các bạn. Và các bạn đã nhớ là có nhiều người nói đó là Solana là một cái mạng lưới mà không cần tầng 2, không giống như là TBM hay những mạng lưới khác. Họ chỉ cần một mạng lưới duy nhất là Solana thôi và họ sẽ có những cái cập nhật để có thể khiến cho Solana còn nhanh hơn nữa. Nhưng mà tới cuối cùng thì nhiều người nói là hey, ZK Compression chỉ là một cách gọi mà thôi trên căn bản đó. Đây cũng là một cái mạng lưới tầng 2 của Solana tại vì họ sẽ lấy đi một số những cái tính toán trên mạng lưới họ chuyển qua một cái tầng khác thì đây cũng là một cái mạng lưới tầng hai mà thôi thì các bạn được là cô founder của Solana cũng đã xác nhận là đúng cái này ra thì nhìn căn bản cũng là một tầng hai của Solana và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!